Chào mừng các bạn nhỏ đến với kênh Vivo Kid Coloring. Hôm nay họa sĩ Nghiệp Dư sẽ vẽ và tô màu công chúa Mộc Lan, hay còn có cái tên tiếng Anh là Mulan nhỉ. Đây là một nàng công chúa của xứ sở Trung Hoa. Cô đại diện cho sự mạnh mẽ, không sợ trời, không sợ đất, dám nghĩ, dám làm á. Không để cha ốm đau bệnh tật phải ra trận đánh giặc, nên nàng đã cải trang thành nam nhân và thay cha mình ghi danh ra chiến trường đó. Wow, mới nghe thôi mà đã thấy phấn khích rồi à. Chúng mình sẽ vẽ thêm cả chú rồng Munsu đã đi theo và giúp đỡ Mộc Lan rất nhiều nha. Ok. Ngoài chú rồng Munsu ra thì Mộc Lan còn có một người bạn nữa, đó chính là chú dế Ricky nè. Đây là hai người bạn duy nhất đã ở bên cạnh Mộc Lan ngoài chiến trường, lúc nhớ gia đình hoặc là những lúc nàng phải đứng trước nguy hiểm đó. Vẽ xong rồi thì viền lại hình nào. Ok. Bây giờ chúng mình cùng đi tô màu nha. Mình sẽ tô màu đen vào tóc của Mộc Lan. Màu đen tiếng Anh là black nha. Thường những cô gái thời xưa sẽ có mái tóc đen tuyền và thật dài á. Tiếp tục đến màu be, tiếng Anh là beige cho làn da của nàng nè. Thì phải có màu đỏ đấy thôi. Vẫn sử dụng tiếp màu đỏ cho phần cổ áo và dây đeo ở eo trên trang phục của nàng nhé. Yeah. Chưa xong đâu nha, chú rồng mình cũng sẽ tô màu đỏ nhưng để lại phần bụng của chú tím mình tô màu khác nha. Ok. Màu xanh dương đậm, dark blue tô cho phần áo bên ngoài nè. Còn phần áo bên trong để mình đoán nha. Cậu tô màu xanh dương blue phải không nào? Ủa, sao biết hay vậy ta? Bí mật thì không bật mí được đâu à. Chú dế mình cũng sẽ tô màu xanh dương luôn hè. Ok. Mới tô được một nửa mà đã thấy khác màu rồi ha. Yay. Giờ là màu nâu brown cho phần đai eo này. Brown một chút vào phần đuôi của chú rồng và móng của chú dế nữa. Màu vàng dưới lầu cho hai chiếc râu dài vào phần bụng lúc trước mình để lại của chú rồng này. Cả phần đầu kiếm của Mộc Lan nữa à. Nhớ tôi thật cẩn thận không được để bỏ sót phần nào đâu nha. Yay!
cuối cùng là màu xanh dương nhạt light blue cho phần đầu của chú dế. Hai chiếc sừng nho nhỏ của chú rồng và chuôi kiếm của Mộc Lan là xong. Tên tên rồi chỉ cần viền đen lại hình nữa thôi. Do lúc trước mình tô màu để lên khá nhiều vô phần viền á. Okay. Mộc Lan đã sẵn sàng ra chiến trường để bảo vệ tổ quốc. Chúng mình có sẵn sàng như Mộc Lan không nào? Sẵn sàng. Yeah. Để không bỏ lỡ bất kỳ tập tô màu nào, các bạn nhớ ấn like video, chọn đăng ký kênh Vbox Keep Going và ấn chuông thông báo để đón chờ xem những tập mới nhất nha.